còn đẻ được, sắp đẻ ra em bé rồi. Giờ đẻ không được. Ồ, tính tới là muốn đẻ em bé nữa hả? Không, đi đủ là quay còn đẻ nữa là dắt ra em bé. Em sinh cho anh Phi đứa con luôn, tại vì em đang ngừa thai. Ồ, vậy đó không cho ra em bé. À, mình đã khổ rồi, giờ ra nó khổ thêm. Ra sẽ khổ thêm ha. Chào quý khán giả cũng như cả nhà mình nha. Hồi sáng thì mình cũng có gặp Vi với Phi, bữa nay cũng khai trương để đi mua ve chai á, muốn làm lại từ đầu nhưng mà giờ thì rất trưa rồi, thì để coi coi mà hồi nãy thì hỏi thì nói hai vợ chồng cũng đã bán ve chai, bán á, giờ không biết được lợi nhuận bao nhiêu ngày hôm nay ngày lần đầu tiên này khai trương ha, giờ mình muốn gặp để hỏi hai vợ chồng như thế nào, sáng giờ thấy sao rồi, bán được nhiêu? Lại được vài chục. À, lại được vài chục hả? Hình như bữa nay mới khai trương là hình như ta chưa biết mình đi mua lại sao ta? Dạ, ta chưa có đồ anh. Chưa có đồ hả? Nhầm khi ta có đồ ta kêu. Hay ra trễ quá? Không phải ra trễ mà ta chưa có đồ bán cho mình á. Chưa có đồ bán ha? Rồi ta ít quá ta không bán. Cũng như mấy chai rồi ta để nhiều nhiều ta bán á. À. Bữa nay cũng như em vừa lượm luôn. Lượm từng xé gác á. À, mình vừa bán về mình vừa lụm luôn. Ừ, phải kết hợp như vậy cho mới được chứ. Nó còn đi bán không, đi mua không, thu mua không hơi khó. Còn giờ người ta đi mua bán nhiều lắm á. Mình đi thu mua nhiều lắm. Rồi đi vậy có khán giả đồ có hỏi dọc đường không? Không. Có ai quen không? Không. Kỳ vậy? Không ai quen luôn hả? Có rồi, ta kêu vô mua phế liệu thôi. À. Ý là không có ai quen luôn hả? Không. Kỳ ta. Tại em vô tới trong huyện chổng luôn à. À. Vô Tân Hạnh lò đường có chổng mua luôn. Nếu dùng vòng chợ ở đây thì thiếu gì người quen không? Ở chợ gần gần đây thì biết. Vậy một ngày mình đi mua mấy giá? Đi nhầm khi ở 3 giờ gì vậy. Đi không hết đồ á. Là từ 7 giờ đi tới ở 3 giờ gì vậy. 3 giờ gì. Vì thấy sao rồi? Thấy có anh Phi bên cạnh hay sao? Cái tâm trạng vui. Vui ha? Đúng rồi, bây giờ thấy mặt Vi có thể là khác lạ hơn hôm gãy ha. Hôm gãy thấy mặt cứ ủ rũ hoài luôn, buồn hoài nhưng mà không dám nói ra ha. Để buồn mình, để mình để buồn lại trong lòng. Buồn để trong lòng. Đó. Rồi bữa nay thấy hai người dọn ra trọ này thấy thoải mái đúng không? Thấy hạnh phúc không? Thấy hạnh phúc vui. Không? Vui ha. À, hai chồng bà ở bên nhà hạnh phúc được rồi. À. Thì Phi này cũng bớt rượu rồi đúng không? Dạ, sáng giờ không uống. Ừ, bớt rồi. Đi mua sáng giờ. Đi mua sáng giờ. Hai chồng đi mua. Đi lượm luôn. Đi lượm luôn. Giờ mua giờ lượm. Cố gắng nha. Dạ. Hồi nãy là có khán giả người ta cũng bình luận nói là không biết hai người này mua được bao lâu á. Ý là làm việc được mấy ngày á. Chớ ngày nghiệp em không mua cái liệu em làm gì rồi. À. Làm hồi em không có sức làm. Làm không nổi ha. Làm không nổi, bóc giác rồi giác không nổi. Chỉ nước là đi mua cái liệu thôi. Có nhiều không nhiều có ít. Nói chung là nghề phế liệu này cũng dễ mà. Dễ. Đâu có khó. Em mua ngày phế liệu này cũng 7-8 năm rồi. Ồ, vậy đó hả? 7-8 năm nếu mà theo sức người khác người ta lên dựa được rồi đó. Rồi rồi, giỏi vậy anh ơi. Khói liệu vợ ra đông như kiến vậy đó. Đông rồi đông chứ, mình cũng phải cạnh tranh với người ta chứ. Người ta phải có vốn, người ta mới mua là hãng được. Chứ em ngày nào quốc phát ngày đó rồi sao rồi có. Thì mình, tích, thì mình tích lũy từng chút chứ. Ngày nào là mua xài hết ngày đó à. Mua gạo, mua cơm, đồ ăn. Ví dụ ngày là vài chục. Thì mua về cái hết trơn rồi, mới kiếm thêm. Không còn có được là, còn đóng tiền nhà nữa ha. Dạ, đụng lắm luôn, đổ chứ. Không phải là mình đi mua cái... Vì suy nghĩ của Vi như thế nào phải mình... Tức là em phải quyết định bỏ nhà, phải đi ra mưu sinh ở ngoài này. Suy nghĩ như thế nào nè? Quyết định như thế nào đó? Thì
chị nói chị nếu quyết định bỏ theo anh Phi là chị không mất nhà. Mua phế liệu. Bây giờ nhà. Cho anh Phi ở đẳng á, chị ra đẳng ở. Mình cho anh Phi uống rượu mà chị Ngọc nói anh không cho anh Phi vô nhà. Mấy chị nói chị giận nó buộc con lòng mình hoài buồn hoài nó sao không cho anh Phi vô nhà ở. Bên năng lý chị Ngọc không? Xin chị Ngọc hả? Xin chị Ngọc hoài. Chị Ngọc nói anh Phi bỏ rượu mới cho vô nhà. Xin hết cách xin rồi, xin hoài không cho. Không cho rồi hai người nắm tay nhau ra nhà trọ ở luôn. Thì ra nhà nó dạ nhà của chị mà chị đi, trời chị nói sao rồi nghe là chị đi. Mình lễ trong lòng được rồi. Dạ. Buồn cỡ nào lễ trong lòng được rồi. Bắt phơi đi vậy rồi. Vậy đó hả? Mà hai vợ chồng kia mà cách xa sao mà được. Chứ là không xa nhau được ha. Mà quen ảo quen mấy năm nay rồi, xa nhau cũng có được đó, quen thôi. Cũng quen rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế mà ông Quy còn đẻ được, Quy sắp đẻ ra em bé rồi. Nhờ đẻ không được. Ồ, tính tới là muốn đẻ em bé nữa hả? Không, ví dụ là ông Quy còn đẻ nữa là dắt ra em bé. Em mà khá lên em xin cho anh Quy đứa con luôn. Tại vì em đang cặp đang thì ngừa. Đang ngừa thai người. Ồ, vậy đó. Không cho ra em bé. Mình đã khổ rồi, giờ ra nó khổ thêm. Ra sẽ khổ thêm ha. Thì ra cũng bao 3-4 năm rồi. À, thế nào thế cũng phải sanh em bé một đứa đó chứ. Thôi thấy vậy được rồi anh. Mình còn đang eo ọt, khổ. Đẻ nữa rồi, không được phải lo. Em muốn đẻ gì cho mà hai chồng ở bên hạnh phúc được rồi. Tại vì không có ai mà được nói mình ồ Huy sinh đứa ra con cho ông Huy đi. Người ta giúp đỡ mình cũng được. Người ngọ không có ai cho khi người ta chửi bới thêm. Có ai đâu. Vì em Huy chửi bới nữa. Bởi vì em muốn quyết định ra ở đi. Không ai chửi ai. Bây giờ ở riêng tách ra riêng luôn. Riêng luôn. Rồi ba mẹ có nói gì không? Cho đi. Có phản đối gì không? Không. Ba mẹ không phản đối luôn. Nói hai mày tự nhà muốn về trọ ở đi. À. Rồi à, hai chồng ra riêng rồi được vốn bao nhiêu? Không. Ba mẹ không cho. Không có. Ở trong túi mình không có tiền luôn. Dạ. Không có gì hết. Con thì có mà con để vài trăm trong túi. Vài trăm để đóng tiền nhà trọ trước á. Nhà trọ nhiêu? Tháng như là 800 hả? Rồi mình đi lộn ở trường tương lai 900, nửa sáng nói 900 mà 800 hả? 800 hả? Chắc quên hả? Rồi tiền điện nước nữa chắc chạy đi 900 mấy. Ừ, 900 mấy chắc vậy. Yêu Phi nói là nếu mà điện nước luôn cỡ 1 triệu. Cỡ 1 triệu luôn. Ồ. Tại giờ không phải điện chính thức điện nhà đâu. Vì sáng giờ hai chồng cơm nước gì chưa đi thu mua đó? Dạ chưa. Chưa luôn. Mấy lượm mới về đây uống giờ đá. À. Được bán nãy cũng lời được mấy chục ha. Dạ cũng được vài chục. Cũng được vài chục. Nếu một ngày đi hai giác hay ba giác. Đi tới chiều luôn. Đi tới chiều luôn. Quay vậy tôi đi vô đi ra. Đi tới chiều. Rồi đi cũng đi mua vòng đấy vậy. Vô tới lò đường đất lạnh. Xa lắm. Vô Tân Hạnh xa lắm chọn. Mới có đồ. Không phải đi gần đây mua không có đâu. Vô trong ấp 2, ấp 3 rồi trong Tân Hạnh á. Ờ phải chạy vô ấp để mua nữa ha. Dạ. Đi dạo ngoài này cũng đâu có đồ gì mấy đâu. Đồ ghế đâu, có đồ đó. À. Vô tốt trăm lượng á, đường ra thôi. Rồi tính ra nghề này mình tính lâu dài không hay là một ngày hai ngày rồi bỏ nghề nữa? Em mua 7-8 năm rồi mà. Yến hỏi là Yến hỏi là giờ là tính lâu dài không hay là một ngày hai ngày bỏ nghề nữa? Lâu dài á, em tính nếu mà em trời bạc cơm, tao em trúng bạc việc rồi em bỏ hẳn luôn. Nếu là mà giải chúng đặc biệt là mở hãng luôn. Em mà bán em mà đi dưỡng Phi đi cỡ 1 tháng 2 tháng nữa
nguyên nguyên liệu đó. Vậy hả? Chứ giờ ngồi này hỏi máy chứ không ràng buộc ai. Có vốn là đi mua được rồi đó. Có vốn là mua, là mua được tháng 2 tháng. Đây vài tháng, vài ngày rồi có vốn lại. 2 tháng thì 2 tháng. Tháng mà mua chút bánh đồ có vốn lại. Nhậm cây không có vốn đi lượm hồng ghép. À. Bán được vài chục, đủ ăn ngày. À. Hồng ghép ta bỏ đó, ba chai ngủ đó, chứ mấy chỗ đồng hồ. À. À, mình nhặt lên ha, chuyên soạn ra, cái nào lấy được mình bán. Ta bỏ. À. Được chị cũng thấy hạnh phúc rồi. Em qua anh thấy đi băng băng ba ngoài chùa, tưởng đâu hai người chắc còn đi chơi hoài chết rồi. Tưởng đâu hai người cứ chở nhau đi chơi suốt ngày ngoài người tiền đâu ăn. Đi lại mấy chỗ phải gác đó, coi lụm ba chai này. Rồi bữa nay lần đầu đi khai trương luôn hả? Thấy cũng mừng chứ. Người phòng trọ là đầy đủ tiện nghi chứ? Có bọc gió với cái lò ga không à? À, một cái bọc gió với cái bếp ga. À. Giờ chưa có sắm đầy đủ. Thầy Huy có định về nhà lấy đồ không? Có. Rồi dám vô nhà không? Dạ dám. Rồi chị Ngọc chửi làm sao? Hả? Dạ, là chửi mình phải gánh chịu thôi. Gánh chịu thôi ha. Nhưng mà chị không phải chửi em rồi. Chửi em rồi. Đồ của mình lấy rồi bị chửi nè. Rồi cơm để em vô nhà là chị Ngọc nói nè, đi mày thương Phi mày ở nhà trọ yên đi. Nói gì? À, bây giờ ở riêng rồi đó. Chị Ngọc nói vậy á, mày thương Phi á, mày có nhà mày không có cửa mà không ở mà đi theo Phi. Nó nói cho chị đi theo luôn. Đó, bây giờ không cho Phi ở đây. Trong cái đây mình khuyên xe rượu quá không cho, từ nào hết rượu mới chị Ngọc cho vô nhà, hai chồng cho vô. À. Đó thì bây giờ hai chồng làm thế nào đó để chứng minh, để cho họ thấy là ví dụ em ra riêng, em cũng vẫn sống bình thường á, làm như thế nào đó để cho họ thấy, hiểu không? Chứ đừng ra rồi được vài bữa rồi năn nỉ thì xin vô nhà nữa hay sao? Đó. Nhưng mà chị Ngọc quyết định rồi, chị Ngọc mới cho ra. Cho em với anh Phi vô đâu à, nói chung là chị chắc chắn không, chị cho em vô mà em không ở. Chị ở đóng cái chị la này nọ, cái trong lòng buồn mã ở không có được, đi ra ngoài thoải mái hơn. À, nói chung chị thì không chắc chắn là không bỏ em rồi. Bây giờ chị thì đang xem hai đứa, xem hai đứa coi như thế nào, thời gian coi như thế nào nữa đó. Vợ chồng thôi. Thì em phải chứng minh nha, chứng minh cho chị thấy là em ra ngoài đây là chẳng là sống ổn. Đó là sau này là chị thấy là chị đâu có bỏ em được. Bữa có liệu thì tối ăn cơm này nọ thì uống chút được rồi. À, chút được rồi hả? Không có nhiều. Từ nhiều loại đó. Không, mày bỏ đứt, một bỏ, lần, bỏ, lần một được. Không bỏ từ từ chứ không bỏ ngang lần. Thì đó đâu ai phải bắt mình bỏ ngang đâu. Bỏ ngang rồi không được. Thì anh bỏ cũng mấy tháng rồi, nó bỏ mấy tháng rồi, đâu phải một tháng thôi, khi bị biên. Tóm gọn thì hai chồng cố gắng nha. Cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy. Anh Phi thương em, anh Phi phải vỡ gụ lại, ở với em, ở với em. Không phải mà ai cấm cản anh đâu. Đúng rồi. Nhà là nhà của em, nhà là già em muốn cho ai miền của em. Tại em thương anh cỡ nào em bỏ nhà đi đó. Đúng rồi đó Huy ơi. Thì cố gắng thì bớt nha, từ từ nha. Đó. Bây giờ nói chung anh thấy hai người cũng bữa nay cũng làm lại từ đầu, như là đi mua phế liệu để mưu sinh, thì hai chồng cũng bước nhà trọ ở riêng. Đó, bây giờ anh cũng mừng đi ha. Giờ trưa nay nói chung anh cũng ghé thăm hỏi, như là buổi trưa nay bán rồi lời được bao nhiêu. Đó, bây giờ làm ăn có lâu dài hay không này kia đó, anh cũng hỏi thăm như vậy thôi. Chứ anh không giúp được gì. Thấy hai người được hạnh phúc thì anh cũng mừng ha. Đó, bây giờ nói chung anh trò chuyện với hai em như vậy là anh cũng vui rồi. Rồi mình xin các video tại đây và hẹn gặp lại những video tiếp theo để coi Phi với Vi cuộc sống dài ngày nữa là như thế nào nha. Rồi chào khán giả.